Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Ford Ranger nó có phiên bản XLS, XLT. Và phiên bản này là cái phiên bản Y-Tech quý bạn nhé, phiên bản Y-Tech 3.2. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đăng ký biển Hà Nội, biển số thì rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh 8 vạn km thôi. Chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn rửa đâu. Tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn ạ. Với chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 2015 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 3.2 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Ford Ranger Y-Tech 3.2 2015 này quý bạn nhé. Cũng xin chia sẻ luôn quý vị và các bạn là chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì cả đâu. Tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn đây ạ. Chiếc xe này được đăng ký với màu cam và đã lăn bánh được 8 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tuy cũng chỉ vì xước sát rất là nhỏ nhẹ ở bên ngoài. Đấy, xước sát nhỏ nhẹ bên ngoài thì với những chiếc xe chạy Hà Nội thì không thể tránh khỏi được những cái việc xước sát như này đâu quý bạn nha. Đấy, cơ bản là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn ạ. Đấy, xước sát những cái vết xước nhỏ như này đánh bóng là cũng hết thôi. Nhưng chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì, chưa có đánh bóng gì đâu các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, về cái phần vỏ, thân vỏ bên ngoài xước sát đôi chút thôi, nhỏ nhẹ có thể bỏ qua được, vì những chiếc xe này lăn bánh ở Hà Nội thì quý bạn biết rồi, đất chật người đông, đường rất là đông, cho nên là không thể tránh khỏi đâu. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước của chiếc xe đây, thưa với quý bạn, cụm đèn pha còn rất là đẹp. Xe đã được trang bị đèn pha bi xê nông rất đẹp này, ốp bảo vệ đèn này chủ xe đã dán này, rất đẹp luôn này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm nhé. Cụm đèn cũng chưa có bị xước sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả này. Đấy, mặt ca lăng, mặt ca lăng thì chủ xe cũng đã độ thêm cái phần ca lăng này rồi, cái này độ thêm thôi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Phía bên dưới là cụm đèn gầm này, cụm đèn gầm rất mới luôn,
và cảm biến trước đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị camera 360 và cảm biến quanh xe luôn các bạn nhé. Camera 360 và cảm biến là quanh xe rồi này. Phiên bản này là phiên bản 3.2 các bạn nhé. Lốp còn rất dày, rất đẹp này. Và toàn bộ những cái phần gầm đều rất là mới luôn các bạn nhé. Giảm sóc này. Đấy. Phần gầm đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Tôi quay cho các bạn xem này. Với những chiếc xe chạy Hà Nội thì bao giờ gầm cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, phần gầm đều rất mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, sắt xi này, giảm sóc này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Lốp còn rất là dày dặn này. Bậc cửa thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần bậc cửa này là phần bậc cửa thể thao các bạn nhé. Đấy, và đây phần gầm này. Với những chiếc xe chạy ở đường Hà Nội thì bao giờ gầm cũng rất là đẹp. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp, đã mới như này rồi. Đấy. Vì những chiếc xe chạy ở vùng biển thì nó hay rỉ sét, và những chiếc xe chạy ở phần đồi núi thì nó hay bị va chạm và cái gầm nó hay bị nát. Nhưng chiếc xe này còn rất đẹp này. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì các bạn thấy đây, xe cũng đã được trang bị sẵn này, camera lùi. Camera lùi này là camera nguyên bản của xe các bạn nhé. Và cảm biến lùi. Cảm biến ở những chiếc xe Y-Track này là cảm biến quanh xe rồi các bạn này. Đấy, cảm biến lùi này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, những cái phần gầm, những cái phần sắt xi đây các bạn này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, phần sắt xi đều rất là mới này. Lốp còn rất đẹp, la răng cũng chưa có xước sát gì cả. Và nhìn về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đây ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm giá nóc này, nắp thùng thấp, nắp thùng bạt này thì rất là tiện các bạn nhá. Cái nắp thùng này thì rất là tiện này, nếu như chúng ta mà không muốn chở đồ ấy thì gấp lại rất là dễ thôi. Gấp lại cái nắp thùng này rất đơn giản này. Nhìn về rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần thân vỏ, phần bên ngoài này đều rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn này. Đấy, đều rất đẹp luôn nhá. Đều rất là mới, rất là đẹp như này rồi các bạn ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe nhé. Trước tiên thì mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Keo chỉ còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa này. Cánh cửa trước bên lái còn nguyên bản này. Đấy. Táp bi cánh cửa rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Bên trong này thì chạy ít cho nên là cũng không xước sát gì. Đấy. Và nội thất ghế thì nguyên bản luôn. Đặc trưng của những chiếc xe Y-Track 3.2 là ghế nỉ này, pha với da. Đấy, và cái bộ ghế này là còn nguyên bản các bạn nhá. Nếu như chạy nhiều thì là phải làm lại ghế rồi, như đây chạy rất ít. Chạy rất là ít, mới có 8 vạn km thôi cho nên là không có vấn đề gì cả, ghế rất mới. Ghế còn rất mới luôn các bạn nhá. Và sàn xe thì cũng đã được chủ xe lót sàn da rồi, đấy. Lót sàn da rồi các bạn này. Rất đẹp luôn. Đấy, trải sàn da. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy. Táp bi cánh cửa này, rất mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Ốc bản lề cánh cửa này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn ạ. Ốc đều rất mới, rất đẹp luôn đấy. Đấy. Ốc rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái hộp đồ của tôi bỏ cái hộp đồ xuống đây. Đấy. Sàn da này. Đấy, chủ xe đang sử dụng cho nên là nó hơi bẩn một chút các bạn nhé. Hơi bẩn một chút thôi, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Chiếc xe này dọn dẹp đi thì nó lại mới nguyên đấy. Đằng sau này cũng rất là ít người ngồi này. Đấy, đằng sau này. Ghế đằng sau rất mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe này. Đấy, đồng hồ này. Tôi sẽ nổ máy lên cho quý bạn cùng xem.
Đấy. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây, thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe mới lăn bánh 8,5 km quý bạn nha. Và ở cái phiên bản Nomatic 3.2 này thì option rất là nhiều, các bạn xem này. Cái điều khiển vô lăng này nó còn nhiều option như này này. Đấy. Phanh khoảng cách này, cảnh báo lệch làn này, đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Đấy. Màn hình, camera lùi, camera 360, đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản số tự động và hai cầu với động cơ 3.2 lít và nội thất thì còn rất mới, rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là tuyệt vời đấy ạ, không có điểm gì để chê của chiếc xe này đâu ạ. Và tiếp theo thì tôi lại phải tắt cái động cơ đi, tôi ra ngoài tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những cái phần còn lại của chiếc xe này nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp sau này nhé, nắp thùng sau này cho quý bạn cùng xem này. Đấy, nắp thùng sau có hỗ trợ thủy lực cho nên là mở ra rất nhẹ nhàng. Cái này là hỗ trợ thủy lực này là lắp thêm thôi này. Chủ xe đã lắp thêm này, ốc còn nguyên này. Keo chỉ của cái cốp sau này còn nguyên hết luôn các bạn này. Đấy, keo chỉ của cốp sau này còn nguyên hết luôn nhé. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Lắp thùng sau cũng chưa có xước sát gì cả. Chiếc xe này thì chủ xe cũng không chở nhiều đồ nặng, vì là những đa số là những chiếc xe bán tải này là chủ xe mua về là chở đồ rất là nhiều. Đấy, nhưng chiếc xe Y-Check thì lại chở đồ ít hơn này. Và đặc biệt là chủ xe cũng rất là cẩn thận, có một cái tấm cao su để chống xước cho cái nắp thùng sau này đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên hết này. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn đấy ạ. Nội thất rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất đằng sau này, mặc dù chưa dọn nhưng rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ, ốc bản lề, cánh cửa, táp bi cánh cửa còn nguyên bản hết và còn rất đẹp, rất là mới các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên hết luôn này, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu các bạn ạ. Đấy, và nội thất này toàn bộ đẹp, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp quý bạn nhé. Mới có 8,5 vạn thôi. Đấy, nội thất ghế da, pha nỉ này, nguyên bản của xe Y-Check, đặc trưng của xe Y-Check này còn nguyên này. Đấy, và rất đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, chưa có dọn dẹp tí nào đâu, còn nguyên hết đấy ạ. Đồ đạc của chủ xe này, bẩn này, đây những cái vết này là bẩn thôi các bạn này, dọn dẹp sạch sẽ đi là nó sẽ hết thôi. Đấy là bẩn nguyên đấy ạ, còn bẩn quý bạn nhé. À, nhìn cái bậc cửa này nó cũng hơi bẩn thôi, chứ còn rất là đẹp, rất là mới đây. Trải sàn da này, đấy, đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Y-Check 2015 này là một cái khối động cơ diesel turbo 3.2 lít các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu, còn nguyên bản hết ạ. Cam kết nguyên zin từng con ốc ở trong cái khoang động cơ này quý bạn nhé. Động cơ là còn nguyên và còn rất đẹp đấy ạ. Toàn bộ từ những cái ốc chân máy này, ốc chân cabo, xin lỗi quý bạn, đây là cái ốc cabo này. Ốc cabo này, keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả đâu quý bạn nhé. Tôi quay sát lại cho quý bạn xem này. Đấy, còn nguyên zin hết này, chưa có bị đâm, chưa có bị va như nào cả này. Cái tấm thảm chống nóng này, cách nhiệt cho cabo này cũng còn nguyên và còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, ốc cabo này còn nguyên hết luôn các bạn nhá. Keo chỉ cabo là chưa mất một phân keo chỉ nào đâu.
còn rất mới, rất là đẹp. Tất cả từ những cái con ốc chân máy này cho đến những cái ốc mặt máy này, ốc dàn cò là còn nguyên bản hết luôn. Các bạn xem này, còn nguyên hết luôn đấy nhá, chưa có một con ốc nào bị tháo ra, rất là đẹp. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, ốc tai này, ốc tai này còn nguyên hết này. Đấy, chưa có vết tháo đâu các bạn nhé, chưa có một cái vết tháo nào, tất cả con ốc nào còn nguyên zin. Đấy, không những còn nguyên zin và còn rất đẹp cơ, vì chiếc xe này mới lăn bánh có 8,5 vạn thôi các bạn nhé. 8,5 vạn thì thực sự với quý vị và các bạn nó còn rất đẹp đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak phiên bản 3.2 2015 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 8,5 km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang đăng bán với giá là 579 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Wildtrak 3.2 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2015 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.